Sáng 22 tháng 10 năm 2018, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng đã phải huy động 2 xe múc cùng 8 công nhân khắc phục sự cố hư hỏng đoạn bờ biển Mỹ Khê, quận Ngũ Hành Sơn. Cơn mưa lớn trong đêm 21 tháng 10 năm 2018 khiến hệ thống xử lý của cửa xã Mỹ An bị quá tải, cùng với xâm thực đã khiến dòng nước phá vỡ bờ kè bảo vệ vỉa hè đường Võ Nguyên Giáp, khoét sâu vào 30 mét vỉa hè và tạo hàm ếch sâu gần 2 mét. Các công nhân buộc phải phong tỏa khu vực để đảm bảo an toàn cho du khách. Trước mắt, công ty cho xe múc cát san lấp để khắc phục ban đầu, đồng thời tiếp tục huy động vật tư và phương tiện để xây dựng lại bờ kè hư hỏng. Tại một số cửa xã khác cũng bị quá tải trong đêm 21 tháng 10, khiến nước thải và rác tràn ra biển.